Xin chào các bạn, gần đây tình hình rất là tình hình luôn, là các bạn liên lạc với cô rất là nhiều và nói là cô ơi, em gấp lắm, em chỉ còn có 5 ngày 6 ngày, em chỉ còn có 2 ngày 3 ngày để em nộp cái chứng chỉ của em cho tổ chức nào đó để em có thể được đi học ở đó đó, được xin học bổng gì đó. Thì rất là nhiều những cái tình huống, những cái bối cảnh khác nhau. Thì các bạn hỏi là cô ơi, nếu như có một lời khuyên rằng là nên tập trung ôn phần nào để có thể là gia tăng điểm một cách nhanh chóng nhất cho các bạn á, thì cô chỉ điểm cho các bạn ha, đó là các bạn đi vào trong cái kênh YouTube của cô á ha, và tìm đến cái danh sách phát, playlist danh sách phát ha, là luyện thi Duolingo English Test trong vòng 10 giờ ha, chiến lược luyện thi 10 giờ ha. Thì các bạn lấy cái playlist đó, các bạn xem hết cái playlist đó để các bạn biết rằng là chiến lược là nên thi cái gì, cái gì, cái gì, nên luyện thi cái gì, cái gì, cái gì. Có những bạn đã luyện thi thông qua cái kênh YouTube của cô và hoàn toàn là không có tốn phí gì hết, đó là kênh cô chia sẻ cộng đồng. Thì các bạn đã đạt được kết quả mong muốn, nhưng mà cái kênh đó sẽ phù hợp với những bạn nào có khả năng tự học nè, các bạn nào đã có nền tảng khá là vững về ngữ pháp rồi ha, và những bạn nào có nhiều thời gian, có nhiều thời gian, cái này cũng khuyên thật, các bạn có nhiều thời gian. Còn những bạn nào mà gấp quá thì tốt nhất là các bạn nên vào trong khóa học luyện thi cấp tốc của tôi, của cô á, bởi vì các bạn đã gấp rồi thì các bạn phải chấp nhận hay chi trả một cái khoản tiền để mua được cái khoảng thời gian mà gấp gáp đó để bù đắp lại cho các bạn mua xong khóa học. Thì các bạn vui lòng là các bạn xem hết tất cả những video trong khóa học đó, và dĩ nhiên cái khóa học có trả phí thì nó sẽ phải khác hơn khóa học miễn phí các bạn ha. Khóa học miễn phí có không đồng của cô á, thì các bạn cứ đăng ký tài khoản ở trên cái trang web này nè, cô để ở đây ha, thì các bạn cũng nhận được một cái chương trình luyện thi gọi là không có phí, luyện thi miễn phí á, được hệ thống hóa một cách cụ thể hơn, đơn giản hơn khi các bạn coi ở trên trên YouTube ha. YouTube thì các bạn phải tìm tìm này tìm kia ha, rồi không biết video nào trước video nào sau, thì cô đã quy hoạch nó lại thành cái chương trình là luyện thi miễn phí của cô ở trên trang web của cô để trên trang web ở đây, các bạn cứ vào đó đăng ký tài khoản để các bạn học chương trình miễn phí đó. Nhưng cô nói nha, chương trình miễn phí đó phù hợp với những bạn nào đã có nền tảng tiếng Anh ok rồi đó ha, và các bạn có nhiều thời gian để các bạn tự tìm tòi, và trong quá trình học như vậy các bạn có thể học kênh của cô ở tại Việt Nam ha, hoặc là những cái kênh của những thầy cô khác, của các thầy cô quốc tế chẳng hạn, như là cái kênh của một trong những người bạn của cô ha, một trong những người bạn của cô gọi là người bạn trong nghề mà rất là cô và người bạn này rất là yêu quý nhau, đó là thầy Lance ở DET Study, và cô cũng khuyến khích luôn các bạn đó là sau khi học cái chương trình của cô rồi thì các bạn có thể đăng ký tài khoản miễn phí luôn nha trên cái kênh của thầy Lance, thì cô cũng để cái tên của kênh thầy Lance ở đây và cái trang web của thầy Lance ở đây, thì các bạn đăng ký vô xong sau đó các bạn practice free trên đó cũng được luôn nha các bạn. Cô đang khuyến khích cho các bạn những cái gì đang free 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 thôi đó ha. Thì các bạn coi, còn ai mà gấp quá chỉ còn có 2 ngày 3 ngày 5 ngày thì các bạn nên cân nhắc cái việc là vào chương trình học có trả phí. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và bất cứ bạn nào mong muốn là được học với cô hoặc là nhờ cô mua cái bài thi Duolingo English Test để các bạn thi thì các bạn hãy liên hệ với lại ZL của cô đây nha. Bye bye.